Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Tank start, let's go. Đồ nữa là ok. Rồi, mình sẽ chọn xe này đi. Tiến lại rồi. Boom. Chiếc xe tăng này của mình là chiếc xe tăng đóng băng, cho nên là khi mình bắn vào đâu thì sẽ rất làm chậm chiếc xe đó. Let's go, phải rồi. Bây giờ xem xe đó có đi lên không. Xe đó đang đi lên. Ok. Let's go. Tránh xa một chút. Anh ta sẽ chết. Ok. Let's go, tiến lại coi. Wow, trúng rồi. Giỏi, nghe giỏi thật. Ok. Bây giờ mình sẽ xem anh ta làm gì. Anh ta lại gần mình. Oh my gosh. Rồi, còn lại thì mình sẽ xử lý. Gõ đạn lại đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher vào đây. Okay. Chapter 2. Phần này thì nói về bà ta đang có một khoản tiền ở trong tấm thẻ. Rất là nhiều tiền luôn. Và mình sẽ chuyển hết tiền vào trong chạy chồng một cô. Ok. Bà ta đang rất vui mừng. Let's go. Đây như là nơi đốt giấy kia. Coffee must be cold by now. Ok, bà ta đang phê rồi. Rồi, bà ta đã ngủ. Sau đó thì mình sẽ lấy tấm thẻ của bà ta. Tấm ca. Ở đây thì có một chiếc máy tính. Mình sẽ đăng nhập vào.
Phi đâu? Donate đi. Ok. Let's go. Chuẩn đâu? What just happened? One minute I was drinking tea. What? No! Oh my money! It's gone! I'm ruined! So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ ba. Hello, Sarabo. Let's go. ACT 1. Ok, đây là một tựa game 3D khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Nhưng mà tựa game này thì đôi lúc nó sẽ làm cho các máy các bạn nó chậm đi một chút. Thì các bạn có thể, ví dụ đang chơi, các bạn thấy những lặng hoặc là giật, các bạn có thể thoát ra rồi lại vào lại, thì lúc đó nó sẽ mượt lại từ đầu. Mình không hiểu sao lý do lại như vậy. Hoặc thỉnh thoảng các bạn phải khởi động lại máy nhá. Ví dụ các bạn down nhiều game, thỉnh thoảng phải khởi động lại máy để cho máy nó mượt lại. Thì nếu không để lâu thì máy sẽ lặn. Đó là thường thường các bạn cho máy khởi động lại hoặc là cho máy nghỉ ngơi bằng cách các bạn tắt đi để khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang bên ông ta. Không biết ông ta có ra ngoài luôn không. Nhưng đã lên cầu thang đây rồi thì mình phải đột nhập thôi. Chúng ông ta có ra ngoài thì mình không sợ. Rồi let's go. Sau đó thì mình sẽ nhảy sang bên nào. Ở đây các bạn sẽ làm vỡ cửa kính này đi. Đột nhập vào bên trong. Đó, của mình nó hơi giật một chút rồi. Nhưng không sao, mình sẽ vẫn giải mã được phần 1 này. Ông ta đang chuẩn bị ra ngoài. Ok, không sao. Mình sẽ lấy cái này nhanh thôi. Ok, let's go. Rồi, đã có món hàng. Vứt mấy cái này đi. Bây giờ bằng cách là các bạn phải đến vào được trong này thì các bạn phải vào nhà ông ta lấy một thứ nữa, đó chính là một cái cờ lê. Rồi mình sẽ đợi ông ta đi sâu vào trong nhà, đó mình sẽ đột nhập vào. Ok, let's go. Ok, mình đã vào trong được căn hầm của ông ta rồi. Tiếp tục đi thẳng vào trong sân. Đây là một chiếc máy giặt. Và chiếc máy giặt này thì nó lại là một cánh cửa. Ông ta gọi ngụy trang rất là giỏi luôn. Đúng là một căn hầm bí mật, rất hoành tráng và rất là sạch sẽ. Ah!
tiếp tục nào, đi tiếp tục vào trong. Rồi các bạn bật công tắc ở cái máy này lên, sau đó chạy để đường kia nó sẽ hoạt động. Ok. Phần 1 tự game này thì là cuối game, các bạn sẽ bị bắt. Phần 2 thì các bạn phải chạy thoát ra khỏi ngôi nhà của ông ta. Và phần 3 thì khi các bạn quay lại thì các bạn sẽ chìm vào trong giấc mơ và giải mã ở nhà ông ta. Và phần đó là phần khó nhất và làm lâu nhất là phần 3. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư sau buổi số phê. Ok, let's go. Chạy thôi. Tựa game này thì có những lễ hội gì thì tựa game sẽ update theo kiểu lễ hội đó. Và đây đang là lễ hội Halloween. Halloween này thì update những chiếc xe tàu rất là khó nhìn, các bạn cẩn thận khỏi chết nhé. Đôi lúc là chết oan vì những chiếc to tàu này. My cross mới không gặp lên được. Tải thôi, cái chỗ này nó bị lỗi rồi. Nhưng sao ok, ăn cái này vào. Đôi lúc cái iPad của mình gạt lên gạt xuống nó không nhậu. Có thể là do gọi là tay mình hơi trơn, hoặc có thể là do ví dụ là lâu ngày mình không khởi động lại máy thì cái iPad nó sẽ không mượt như xưa. Cho nên thỉnh thoảng ví dụ các bạn chơi game các bạn phải khởi động lại máy. Với lại trong cái iPad này của mình thì có nhiều quá nhiều tựa game cho nên là sẽ làm lặng máy đi. Mình đào hơn 500 trò. Mỗi ngày thì mình chơi trong khoảng vài chục trò và chơi thay đổi, cho nên nhiều lúc là chơi những trò này với những trò kia. Để mà giỏi hẳn một trò thì chắc là mình không giỏi, nhưng mà để hiểu tất cả các trò thì mình sẽ hiểu tất cả các trò. Let's go. Thank you.
Oh my gosh, nhảy cao quá đâm ra lại đâm vào tường. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 5, Into the Deal. Let's go. Let's go. Ở bên trái đây thì các bạn sẽ điều khiển trái phản. Ở bên phải đây là các bạn sẽ bắn ngay. Rồi, mình sẽ dùng súng này cho nhiều đạn. Wow, bắn thế mà ông ta gọi là không được gì. Oh my god, bị lỗi này các bạn ạ. Âm này đang bị lỗi rồi, mình rơi từ trên rơi xuống rồi mà vẫn tính theo kiểu thời gian, tức là các bạn để nguyên thì các bạn vẫn có thể hoàn thành được game. Những cái điều là đây như kiểu là hack game thôi, nó bị lỗi xong thành ra như hack đấy, nó cứ chạy này và khi chạy xong là các bạn sẽ hoàn thành được cái map này. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Big Guy is Santa. You can. Ok, mình sẽ là một anh chàng big guy rất hiền hậu. Sắp đến Noel rồi, cho nên các bạn hãy download tựa game này về mà chơi nhá. Ok. Flank. Oh my god. Wow. Một phát chém mà đi luôn, tài thật. Ở đây thì các bạn sẽ có 4 trái tim, cho nên các bạn sẽ không phải sợ. Xem mình đánh rơi chiếc khóa đỏ ở đâu. Rescue, đây rồi. Rồi mở cái này ra. Blue cây. Oh my god. Oh, green cây. Ok. Trong kia là một cái gì à? Một chiếc búa.
Rồi sau đó thì mình sẽ xuống lấy chiếc búa này. Ok, đấy thôi. Big Guy Santa này thì đi chậm, nhưng có điều là đi rất chuẩn thôi. Các bạn đi đâu thì bà ta đi đó, tức là bà ta đi không sai một hướng nào cả. Ở đây xem có cái gì đọc không. Búa đã hoàn thành. Và mình sẽ mở đây ra. Một mã cos. Đó các bạn cứ đi. Sau đó thì mở những cái cửa ra. Rồi các bạn đã hoàn thành những cái. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. My guy, my cross, superhero. Let's go. Ok, và mình sẽ chọn cô nàng Harley Quinn này xem. Đây, tức là một nhân vật phản diện chạy trốn khỏi superhero. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello Slayer, here six. Let's go. Tựa game này thì rất là hay. Đây là một tựa game khá là quen thuộc đối với các bạn trẻ bây giờ. Và tựa game này thì nó khó hơn ở cái tựa game Hello Slayer kia một chút. Đó chính là luôn luôn có người theo đuổi các bạn. Đây là một tựa game chơi game rất là hay. Tức là có hai người chơi với nhau, hai đứa trẻ chơi với nhau, và các bạn sẽ hóa thân là một cô gái. Sau đó thì sẽ làm những nhiệm vụ mà tự nhiên đề ra. Như nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là các bạn đi tìm 16 thú bông cho vào cái giỏ. Và những nhiệm vụ tiếp theo cũng thế, không tìm thú bông thì lại tìm cái khác và cho vào trong một cái lồng. Cái trò này nhìn thấy mình rồi. Ok, mình sẽ bay lên trên này. Giờ nó bay lên trên này hay là mình sẽ bay sang bên kia. Let's go.
Wow, bay chuẩn luôn. Đây là một con thú bông. Giờ mình lại bay xuống dưới. Các bạn có thể đặt những cái hòn đá vào trụ này để các bạn lấy sang trụ kia cũng được. Thôi bị bắt rồi. Khi bắt thì nó sẽ lấy ba thú bông khác và nó sẽ giấu đi. Ok. Và mình sẽ lấy lại bằng cách đó chính là mình sẽ đẩy lên trên cao. Lấy lại cũng rất là nhanh thôi. Ok, let's go. Đây có một con này. Bây giờ mình sẽ phải đặt một hòn đá ở đây. Ok, let's go. Đặt vào trụ này. Rồi. Giờ let's go. Một con quái đầu tiên. Thú bông đầu tiên. Sau đó các bạn lại bay tiếp. Theo mình nghĩ ở trên này vẫn có tiếp. Và sẽ gấu ở đây. Chuẩn luôn. Wow, chưa lên được trên này đâu. Đi đường vòng lòng vòng. Còn thông bông thứ hai, đó các bạn cứ đi tìm tiếp, cho nó nhảy, rất đơn giản thôi. Oh my gosh, quá to. Ok, còn thú thứ ba. Ở đây thì các bạn sẽ phải nhảy đường này. Bởi vì đường này, không gian này các bạn mới nhảy sang được. Nếu không thì các bạn sẽ không thoát được đâu. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ vứt thú bông vào trong cái giỏ này. Đó, cứ làm như thế và các bạn tìm đủ 16 con là các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.